Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 13 mở rộng, sáng ngày 13 tháng 7, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu giải trình, làm rõ các ý kiến thảo luận tại các tổ. Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, đã có 30 ý kiến tham gia vào nội dung báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại hội nghị. Trong đó 100% đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đối với các kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi xây dựng kế hoạch năm 2023, nghiên cứu giảm chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Trạm Tấu do người dân đang chuyển dần trồng ngô sang trồng khoai sọ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cần dự báo tốt tình hình, đánh giá đúng thực tế và khả năng thực hiện của địa phương để phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thống nhất ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền quyết định về giao chỉ tiêu phát triển nông lâm nghiệp thủy sản hàng năm. Đối với việc thiếu giáo viên dạy môn tin học và tiếng Anh trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tham mưu phương án giao dự toán chi thường xuyên phù hợp với định mức tổng biên chế giao để đảm bảo kinh phí chi cho giáo viên dạy thêm giờ, thừa giờ hoặc ký hợp đồng trong thời gian chưa tuyển dụng được giáo viên theo kế hoạch nhằm khắc phục tạm thời những bất cập khó khăn như đại biểu kiến nghị. Với ý kiến đề nghị tỉnh nghiên cứu cho chủ trương rút ngắn thời gian nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật đề xuất phương án nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách từ phát triển quỹ đất. Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Về ý kiến đề nghị tỉnh sớm ra kế hoạch vốn triển khai các dự án giao thông nông thôn cho các huyện, thị, thành phố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án giao thông nông thôn theo kế hoạch vốn đã giao. Đồng thời, trên cơ sở khả năng thực hiện của địa phương, tiếp tục rà soát đề xuất thêm các dự án giao thông nông thôn thực sự cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, có ý kiến cho rằng dự thảo báo cáo chưa thể hiện rõ vai trò của các cơ quan xây dựng đảng trong việc quán triệt triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết. Nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và giao cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh báo cáo và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong phiên thảo luận tại hội trường, các đại biểu kiến nghị một số nội dung như cần cụ thể hóa rõ hơn trách nhiệm của các tập thể cá nhân trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ để các địa phương, sở ngành nắm bắt được tiến độ, hiệu quả công việc. Các đại biểu cũng cho rằng việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các xã vùng cao khi nhiều thôn bản chưa có sóng điện thoại. Cần tích cực triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, đồng thời nâng cao chất lượng của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, sớm có hướng dẫn về thủ tục để triển khai mở các cây xăng mini phục vụ nhu cầu của người dân vùng cao. Các đại biểu cũng nêu những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chủ trương làm đường giao thông nông thôn, đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới. Với sự tán thành cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị. Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc hội nghị, làm cơ sở để các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo và đã thống nhất thông qua nghị quyết hội nghị. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá trong 6 tháng qua, vượt lên mọi khó khăn thách thức, các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, cơ bản đảm bảo kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó có nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đạt kết quả tích cực, tăng khá so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tích cực tạo đà thuận lợi để tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2022 và cả nhiệm kỳ.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, dự báo những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương, nhất là người đứng đầu cần bám sát phương châm hành động của năm là chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Là khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để khẩn trương hoàn thiện và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện thực tế của tỉnh và khả năng đáp ứng các nguồn lực. Rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. 2. Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và chương trình hành động số 05 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của Hội đồng Nhân dân, đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo nghị quyết số 69 và nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị, hoàn thành công tác trồng mới và bảo vệ diện tích rừng hiện có, đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ rừng bền vững theo kế hoạch. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, bảo đảm từ nay đến cuối năm công nhận mới thêm 11 xã nông thôn mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, địa phương để giải quyết nhanh chóng kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên có thế mạnh của tỉnh, nhất là đầu tư kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành địa phương cần tranh thủ nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh quảng bá phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên, thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, đảm bảo thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt trên 4.600 tỷ đồng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân đến hết quý 3 năm 2022 tối thiểu đạt 75% kế hoạch, hết quý 4 tối thiểu đạt 95% kế hoạch và đến hết niên độ ngân sách 2022 đạt 100% kế hoạch. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tập trung cao độ cho công tác tuyển sinh và đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Về báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy và báo cáo kết quả thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển nông lâm nghiệp thủy sản và đề án phát triển giao thông nông thôn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung các báo cáo cũng như những ý kiến của các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai các nghị quyết, đề án, chính sách. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành kết luận về kết quả kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, xong trước ngày 20 tháng 7 năm 2022. Ngay sau hội nghị này, trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, lựa chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng,
đề ra những nhiệm vụ giải pháp thực sự căn cơ, đồng bộ và có tính khả thi cao để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của tỉnh ủy, đề án chính sách của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Phần thứ ba, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa để tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương mới ban hành và các chương trình kế hoạch của tỉnh ủy để thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận đó, bao gồm Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kết luận số 34 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 52 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của đảng đến năm 2030. Phần thứ nhất. Với mục tiêu bao trùm xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, nỗ lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra. Chuyển sang thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, lãnh đạo duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng tốt. Chỉ đạo thị xã Nghĩa Lộ diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả xuất sắc, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy ban hành triển khai chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Nghị quyết chuyên đề xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tự soi, tự sửa, theo tinh thần kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tốt. Công tác hậu cần kỹ thuật được bảo đảm phục vụ đầy đủ kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cơ quan đơn vị đoàn kết thống nhất, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 6 tháng cuối năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, tham mưu chỉ đạo tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên, diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn tại huyện Lục Yên, tăng cường rà soát nắm nguồn công tác tuyển quân năm 2023 bảo đảm chỉ tiêu chất lượng, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho một tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm 2020-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm địa bàn dự án sự tham gia, nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế xã hội tại Yên Bái của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ngày 13 tháng 7, Ban Quản lý Dự án Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi tổ chức gặp mặt và làm việc với 10 thanh niên được đào tạo nghề tại nhà hàng Hoa Quả Sơn, thành phố Yên Bái. Đây là một trong các cơ sở tham gia đào tạo và nhận thanh niên vào làm việc sau đào tạo. Dự án sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế xã hội tại Yên Bái nhằm mục tiêu nâng cao quyền năng kinh tế và xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương, thúc đẩy bình đẳng giới. Tham gia dự án là các nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi, được tập huấn đào tạo nghề như nấu ăn, làm đẹp, chăm sóc khách hàng.
Tại nhà hàng Hoa Quả Sơn, thành phố Yên Bái, các đại biểu đã được thông tin về các mô hình hoạt động của dự án tại Yên Bái, trong đó 85% thanh niên dân tộc thiểu số đạt loại khá và giỏi. Một số sáng kiến khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất dịch vụ đã có doanh thu với mức lương trung bình hàng tháng cho thanh niên nhóm là 5 đến 7 triệu đồng. Đối với các thanh niên được đào tạo nghề nấu ăn, hiện đã được nhận và làm việc tại một số nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, đoàn công tác đã thăm mô hình khởi nghiệp sản xuất đồ gỗ từ quế xã Đào Thịnh, tìm hiểu sáng kiến nuôi ốc nhồi và sáng kiến xã hội câu lạc bộ gia đình trẻ và sân chơi trẻ em xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, năm 2021, gia đình chị Vi Thị Quế ở thôn Khe 4, xã Yên Thái, huyện Văn Yên tiếp tục được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện thẩm định cho vay 50 triệu đồng theo chương trình giải quyết việc làm. Cùng với số vốn của gia đình, chị đã đầu tư xây dựng xưởng đóng đồ mộc dân dụng, qua đó giải quyết việc làm cho 5 lao động trong gia đình. Ngoài ra, chị còn đầu tư trồng hơn 1 hectare quế và chăn nuôi gia cầm để cải thiện đời sống. Mỗi năm với thu nhập gần 100 triệu đồng, giúp gia đình chị thoát nghèo. Gia đình chúng em là rất là khó khăn vì có các con, có 2 con là bị bệnh máu không đông. Thì cũng nhờ được tiếp cận được cái vay vốn của cái ngân hàng chính sách này, em cũng đã được vay rất là nhiều lần. Và em cũng vay vào để vợ chồng em cũng có đầu tư vào làm xưởng xẻ và xưởng mộc. Cũng như chúng em cũng đầu tư vào để coi như là trồng phát triển trồng rừng, là trồng quế. À, trong cái thời gian chúng em được vay này thì cũng nhờ cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì cũng giúp gia đình em là cũng có thu nhập để coi như là cũng đưa con đi chạy chữa và cũng giảm bớt khó khăn cho gia đình. Cho nên là chúng em thấy là chúng em rất là cảm ơn vì là chúng em đã được tiếp cận những cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách ạ. Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong 5 năm trở lại đây, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định cho hàng trăm hộ ở xã Yên Thái vay vốn để chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn và gia cầm, trồng rừng, chế biến sản xuất nông lâm sản và vật liệu xây dựng, qua đó đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều hộ đã thoát nghèo và có đời sống khá, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã bình quân hàng năm từ 5 đến 6% theo tiêu chí mới. Đến nay, toàn xã có hơn 700 hộ được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 36 tỷ đồng. Trong những năm qua, thì thông qua các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, rồi Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và Tổ chức Hội Cựu Chiến binh thì đã đứng ra để tín chấp cho bà con nhân dân vay vốn. Thì, đối với xã Yên Thái hiện nay thì có gần 1.000 hộ vay vốn ở các chương trình, như chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh. Thế thì các tổ chức hội cũng đã đứng ra tín chấp để cho bà con nhân dân vay vốn, thì cái đồng vốn rất là hiệu quả. Hiện nay thì với cái dư nợ của xã Yên Thái, trên địa bàn của xã Yên Thái chúng tôi là đang có trên 36 tỷ. Đấy, khi bà con được vay vốn thì được tiếp cận với lại cái đồng vốn của ngân hàng chính sách thì về cơ bản là bà con nhân dân là về phát triển trồng rừng, rồi là làm các mô hình sản xuất như chăn nuôi, trâu bò, lợn gà, rồi là các mô hình cơ sở sản xuất dịch vụ như là làm xưởng xẻ, xưởng gỗ, xưởng ván bóc, hay những cái đồng vốn mà khi được bà con nhân dân được tiếp cận với cái đồng vốn của ngân hàng chính sách thì nó rất là hiệu quả. Trong 6 tháng năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định giải ngân cho hơn 1.000 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, với số tiền gần 144 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ của ngân hàng lên trên 637 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước và đạt 97% kế hoạch năm. Trong đó chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực nên phòng giao dịch không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ khoanh. Trong thời gian tới thì cũng đang chờ hướng dẫn của Trung ương, ngân hàng chính sách Trung ương cũng như là của ban ngành địa phương. Hướng dẫn cho vay thì ngân hàng chính sách cũng đang rà soát để nhu cầu vay vốn của các hộ dân để đáp ứng kịp thời, giải ngân kịp thời với 15 tỷ. Cái vốn chương trình này trong thời gian tới cũng như là từ giờ thời gian tới là ngân hàng sách cũng nợ đến hạn khoảng 80 tỷ nữa cuối năm, thì ngân hàng sách tham mưu cho ban đại diện cũng như là ủy ban huyện chỉ đạo với ủy ban nhân xã thì tiến hành giả soát nhu cầu vay vốn của các người dân, nếu có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn thì ngân hàng sẽ đáp ứng để quay vòng nốt 80 tỷ nợ đến hạn, cũng như là những hộ nghèo cận nghèo nếu có nhu cầu vay vốn thì ngân hàng tiếp tục
xin bổ sung nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ cơ bản để những người dân nào đủ điều kiện về vốn, có nhu cầu về vốn để tiếp cận nguồn vốn vay. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đưa đồng vốn chính sách của Đảng và Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Sáng ngày 13 tháng 7, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã khởi sự kinh doanh cho đoàn viên thanh niên năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có 70 học viên là các đoàn viên thanh niên đang có ý tưởng, mô hình sản xuất kinh doanh, sáng lập viên tổ hợp tác, hợp tác xã. Đại diện thành đoàn Yên Bái, huyện đoàn Trấn Yên, học sinh sinh viên tham gia vào chung khảo cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2022. Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về xây dựng, quản trị và phát triển mô hình kinh tế tập thể, thực trạng các xu hướng, ý tưởng mô hình khởi nghiệp hiện nay, những thuận lợi khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Lớp tập huấn là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục triển khai cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Đồng thời là dịp để các học viên, đoàn viên thanh niên giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và kinh doanh, tiếp tục nhân rộng hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã, góp phần khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Sáng 13 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn về phòng chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng với sự tham gia của hơn 80 học viên đến từ các cơ sở và địa phương trong tỉnh. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7, các học viên là những tình nguyện viên, hướng dẫn viên đến từ các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bể bơi, hồ bơi và các lớp dạy bơi trên địa bàn toàn tỉnh. Được hướng dẫn các kỹ năng về bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, dạy bơi cho trẻ em, kỹ năng cứu hộ, các thao tác sơ cấp cứu khi bị đuối nước, phương pháp dạy bơi cơ bản, phương pháp hướng dẫn kỹ năng cứu đuối gián tiếp và trực tiếp, sơ cứu. Các học viên sẽ được tập huấn cả lý thuyết và thực hành. Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, trở về sẽ phổ biến về phòng chống đuối nước tại cơ sở, đơn vị, thông qua những kiến thức kỹ năng và thực hành bơi lội cho trẻ và cộng đồng. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ kiểm tra sát hạch cấp chứng nhận. Sau tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Bình đạt trên 2.550 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Cùng với đó, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh xuất khẩu với giá trị xuất khẩu đạt 45 triệu đô la, tăng trên 55% so với cùng kỳ. Với các sản phẩm thế mạnh như xi măng, bột carbonat canxi, vật liệu xây dựng, sản phẩm từ gỗ rừng trồng, may mặc, ván ép, sản phẩm măng tre Bát Độ. Có được kết quả này là nhờ huyện đã đẩy mạnh nhiều giải pháp như tổ chức hội nghị, gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, trao đổi, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tích cực thu hút một số nhà đầu tư vào địa bàn như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp của công ty cổ phần thực nghiệp Kiến Phát, dự án nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch và tài trợ lập đồ án quy hoạch quần thể đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Thác Bà của công ty Flamingo Holding Group, dự án đầu tư khu đô thị tại thị trấn Yên Bình của tập đoàn Hải Phát, dự án của công ty cổ phần Macmo Granny. Ngày 13 tháng 7 năm 2022, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức khai mạc chấm thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Tại buổi khai mạc Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố các quyết định liên quan đến công tác chấm thi. Theo đó, thành lập ban chấm thi tự luận gồm hơn 100 giáo viên, cán bộ, nhân viên. Để công tác chấm thi an toàn, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hội đồng thi thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các quy định theo quy chế. Các bộ phận phối hợp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ khai mạc, các cán bộ giáo viên đã được nghiên cứu quy chế chấm, hướng dẫn chấm phổ điểm, đáp án. Trong dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác thanh tra chấm thi. Dự kiến, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng.
được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.